Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông chồng hay làm. À, một trong những tin vui tiếp theo là chính là cái dự án drop uh, Data Ownership Protocol này nó cũng đã xác nhận là nó sẽ add a drop trong cái uh, sẽ lên mainnet và add a drop trong cái quý 1 của năm 2024 này các bạn. À, và cái dự án này giờ các bạn vẫn làm kịp nha. Thành đó là các bạn um, hãy uh, hãy làm uh, làm cái dự án này cũng khá dễ thôi các bạn chỉ tốn vài phút thôi ok thì um, dự án này cũng được bay nhắc tên nha các bạn dự án này được bay nhắc tên trong một cái bài viết cách đây khá lâu rồi mình cũng um, để lạc cái thông tin ở đâu rồi các bạn à, nhưng mà đây là một dự án xịn sò luôn các bạn và uh, 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 đây là cái thông tin chính thức của họ đây các bạn đầu tiên là các bạn vô cái phần twitter nha. ở đây twitter của họ tên là À, a còng gạch dưới org các bạn thì twitter này đang có là một triệu mốt à, 800 một triệu mốt 80 ngàn người theo dõi các bạn rất đông luôn nha và họ có một cái thông báo cách đây là khoảng 11 giờ thì họ có nói rằng nó làm cho nhu cầu quá lớn chúng tôi đã quyết định tăng phân bổ cho phần thưởng nét từ một phần trăm lên 1,2 thì um, ở đây các bạn trước đây họ nói là một phần trăm thôi nhưng mà bây giờ họ tăng lên thành 1,2 luôn các bạn và hai phần trăm là dành cho AirDrop của Mannet nghe các bạn đấy các bạn lưu ý là và à, họ cũng có một cái bài đăng là hình như là là đâu rồi họ có nói rằng đó là họ cũng uh, sắp sắp uh, lên trong cái quý quý một này luôn các bạn đâu rồi mình coi cái cái tin đó đâu rồi um, mình đã lạc mất cái tin uh, cái tin mà họ thông báo là sẽ drop trong cái quý 1 này ấy các bạn đó à, tuy nhiên thì không sao hết các bạn thì um, chắc chắn là họ sẽ sắp lên sàn rồi và um, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để làm cái con này nha thì um, để truy cập vào thì mình sẽ để một cái link để cho các bạn giúp cho các bạn truy cập vào cái à, cái đường dẫn để các bạn đăng ký cái kèo này tuy nhiên đó là mình làm trên mắt thì nó lại báo lỗi nha các bạn thành ra mình đã làm trên ok à, và mình làm dùng cái um, cái ví web 3 của họ thì nó ok nha thì ở đây các bạn thì nó có 8 cái nhiệm vụ các bạn 8 cái nhiệm vụ thì cái nhiệm vụ một á là mình follow mình follow cái Twitter X của họ nha à, mình sẽ gửi thêm cho các bạn cái link của một cái anh ở nước ngoài Anh đã quay lại cái cách làm tám bước này à bởi vì mình à, hôm trước thì mình làm rồi các bạn thành ra là nó à, mình làm ở trên máy vi tính mình quay không được các bạn thì hôm đó mình vô meta mắt cái nó bị lỗi hay sao á thành ra mình quay à, mình làm trên máy tính bây giờ thì nó đã xong rồi các bạn thì những cái nhiệm vụ mà xong rồi nó có chữ không nít nè đó thì à, bước thứ nhất thì các bạn à, à, login vào cái twitter sau đó follow là xong bước thứ hai á thì các bạn sẽ cờ lem cái mạng thì à, mình gửi kèm thêm một cái video nữa nha các bạn cứ vào cái à, các bạn có thể xem thêm vào một cái video đó nếu như các bạn làm không được à, nó cũng khá dễ thôi bước thứ ba thì mình cờ lem cái đồng à, testnet của họ à, bước thứ tư á thì à, mình cũng cái cờ lem cái đồng à, usdt mà trên cái mạng đốt nha rồi à, bước thứ năm là mình mã hóa tài sản rồi bước thứ sáu là mình gửi cái tài sản này net các bạn lưu ý cái bước thứ sáu này các bạn đừng có gửi hết usdt đi nha các bạn hãy để lại một ít thôi à, bước thứ bảy là mình mã hóa cái tài sản và bước thứ tám là các bạn copy cái link này nha và các bạn mời ba à, người bạn là coi như đã hoàn thành tám bước này các bạn thì mình có không biết á, là không hoàn thành thì, thì thì sẽ như thế nào mình mình làm mới có à, đây mình mới làm được 8 bước nè thì còn bước thứ 8 là mời ba bạn thì mình chưa làm xong à, tuy nhiên thì nếu như những bạn nào mà không mời được bạn á thì um, các bạn cứ uh, cứ chéo cái các bạn cứ đưa cái đường link của các bạn vào phần comment nha mình sẽ gửi nó lên ở trong các cái group của mình để giúp cho các bạn chéo với nhau nghe các bạn đây các bạn cứ yên tâm các bạn cứ đăng ký đi rồi các bạn đưa cái đường link lên à, mình chỉ cần mình cũng cần ba người thôi chứ mình cũng không cần nhiều đâu các bạn còn nếu như mà bạn nào à, 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 làm xong rồi á thì cứ gửi cái link lên mình mình sẽ à, cho các bạn chéo nhau nghe ok thì À, mình sẽ gửi cái link đăng ký của cái kèo này cho các bạn cũng như cái video hướng dẫn của một cái người ở nước ngoài nha các bạn à không biết thì xem thêm giúp mình nha mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn